Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Cafe Land. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi. Exim Bank tăng lãi suất tiền gửi liên tục. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Exim Bank vừa tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi, nâng lãi suất cho các kỳ hạn 6 đến 9 tháng lên 4,5% một năm, tăng 0,2% so với mức trước đó. Đây là lần điều chỉnh thứ 3 của ngân hàng. Trong tháng này, với các lần tăng trước đó diễn ra vào ngày 7 và 14 tháng 6, hiện tại lãi suất tiền gửi của Exim Bank dao động từ 3,5% đến 5,2% mỗi năm. Theo đà này, các ngân hàng khác như TB Bank, NCB và Ocean Bank cũng đã tăng lãi suất 2 lần trong tháng 6 với mức tăng từ 0,2% đến 0,4% mỗi năm, tùy thuộc vào kỳ hạn lãi suất cao nhất hiện tại được cung cấp bởi các ngân hàng này là 6,1% mỗi năm cho kỳ hạn trên 18 tháng tại NCB và Ocean Bank và 5,7% mỗi năm cho kỳ hạn 24 tháng tại TB Bank. Xu hướng tăng lãi suất cũng được thấy tại ACB, NP Bank và Techcombank. Lãi suất tiền gửi của ACB hiện dao động từ 2,8% đến 4,9% mỗi năm. LP Bank cung cấp lãi suất từ 3,4% đến 5,6% mỗi năm và Techcombank từ 2,95% đến 5% mỗi năm. Trong một cuộc khảo sát của Thông tấn xã Việt Nam, một số ngân hàng đang niêm yết lãi suất cao hơn kỳ hạn 12 tháng từ 5,5% đến 5,7% mỗi năm, bao gồm Bắc Á Bank, HD Bank, AB Bank và Kiên Long Bank. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của tiền gửi từ dân cư. Theo VTV Online, số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, số tiền gửi từ dân cư và các tổ chức tín dụng đã tăng mạnh lên gần 6,7 triệu tỷ đồng tính đến cuối tháng 3 năm 2024, tăng 2,2% so với cuối năm trước. Thú vị là mặc dù lãi suất tiền gửi ở mức thấp lịch sử cho nhiều kỳ hạn, vào tháng 3 năm 2024, số tiền gửi vẫn tăng mạnh. Các chuyên gia cho rằng điều này là do tính ổn định và ít biến động hơn của tiền gửi ngân hàng so với các kênh đầu tư khác như vàng, mà từ đầu năm đã có lợi suất vượt quá 22%, trong khi tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng chỉ cho lãi suất khoảng 1,5% mỗi năm. Một báo cáo gần đây từ Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, tăng trưởng tín dụng tăng 3,79% so với cuối năm 2023. Trong chiến lược điều hành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự tính sẽ khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm chi phí để hạ mức lãi suất cho vay nhằm tạo sự cân bằng giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Họ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng công khai, công bố mức lãi suất cho vay trung bình của mình. Việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi của các ngân hàng là để cân bằng lại với các kênh đầu tư khác và giữ chân dòng tiền trong hệ thống ngân hàng. Mặc dù có tác động đến sự lựa chọn đầu tư của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán vẫn giữ được sự hấp dẫn riêng của nó. Sự hài hòa giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ tiếp tục được các tổ chức tín dụng quan tâm và điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của thị trường và kinh tế nói chung. Nơi gửi tiền với lãi suất hàng năm trên 6% không kèm điều kiện. Theo báo Lao động, tại các kỳ hạn 18 tháng và 36 tháng, hiện có 4 ngân hàng trong nước đang niêm yết mức lãi suất vượt quá 6% mỗi năm. Ocean Bank hiện đang niêm yết mức lãi suất cao nhất là 6,1% mỗi năm cho gói tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 36 tháng. Tiếp theo là OCB với lãi suất 6% mỗi năm cho cùng kỳ hạn. HD Bank dẫn đầu bảng lãi suất cho kỳ hạn 18 tháng với mức lãi 6,1% mỗi năm. Gần đây, NCB cũng niêm yết lãi suất 6,1% mỗi năm cho các kỳ hạn 18 đến 36 tháng sau các lần điều chỉnh lãi suất mới đây của họ. Ngoài ra, NCB còn cung cấp lãi suất ưu đãi cho các khoản gửi từ 1 tỷ Việt Nam đồng, từ 6,05 đến 6,2% mỗi năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,15 đến 6,35% mỗi năm cho kỳ hạn 13 tháng và 6,55 đến 6,7% mỗi năm cho kỳ hạn 18 tháng. BV Bank hiện cũng trả lãi suất 6% mỗi năm cho kỳ hạn gửi tiền 60 tháng. Các chuyên gia phân tích tại VCBS dự báo rằng lãi suất tiền gửi sẽ nhích nhẹ trong quý 2 và quý 3 từ 0,3% đến 0,5%. Họ dự báo áp lực tăng có thể sẽ gia tăng vào quý 4 năm 2024, với kỳ vọng lãi suất hàng năm có thể tăng từ 0,5 đến 1%. Tuy nhiên, do khả năng tăng cao, hạn chế của các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán và vàng, vốn không hoạt động vẫn có xu hướng tìm kiếm nơi trú ẩn trong các ngân hàng. Các xu hướng gần đây cho thấy rằng lãi suất tiền gửi đã bắt đầu tăng trở lại kể từ tháng 4, mặc dù vẫn duy trì ở mức tương đối thấp.
Riêng trong tháng 6 năm 2024, hơn 25 ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi lên, với một số ngân hàng tăng lãi suất từ 2 đến 3 lần một cách đáng kể. Lãi suất tăng có tác động gì đến thị trường chứng khoán? Trong khi các ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục duy trì lãi suất huy động như một điểm neo chính sách, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân nhóm 1 đã bắt đầu nhích lên với mức tăng trung bình từ 15 đến 33 điểm cơ bản tất cả các kỳ hạn. Kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng ghi nhận mức thay đổi nhiều hơn so với kỳ hạn dài, theo tạp chí Nhịp cầu đầu tư. Tại báo cáo mới nhất từ công ty chứng khoán Rồng Việt VDSC, xu hướng tăng lãi suất huy động hiện tại có phần bị hạn chế và chưa lan rộng sang các nhóm ngân hàng khác. Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của toàn hệ thống vẫn thấp hơn 20 đến 46 điểm cơ bản so với đầu năm. Tuy nhiên, các giao dịch trên thị trường hệ thống 1 có thể tăng, nhưng VDCS cho rằng mức tăng sẽ bị hạn chế. Kịch bản lợi nhất là lãi suất quay trở lại ở mức cơ sở vào cuối năm 2023 và do đó không ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng giảm lãi suất cho vay. Trong tương lai, VDSC cho biết tác động của lãi suất huy động sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Fed cắt giảm lãi suất như thế nào và xu hướng đồng USD. VDSC nhận định rằng môi trường bên ngoài hiện đang ủng hộ việc quản lý tỷ giá, vì vậy kịch bản cơ sở là tỷ giá USD trên Việt Nam đồng có thể duy trì ở mức 25.500 đồng. Về yếu tố nội tại, thời điểm cao điểm cần ngoại tệ thường xảy ra vào cuối quý 3 đầu quý 4, khi đó ngân hàng nhà nước có thể sẽ tiếp tục bán ngoại tệ để ổn định tỷ giá. Trong cuộc trao đổi với NCDT, bà Nguyễn Thị Thảo Như, giám đốc khách hàng cá nhân tại công ty chứng khoán Rồng Việt VDSC, nhấn mạnh rằng lãi suất đang là một vấn đề được quan tâm rất nhiều gần đây. Xu hướng tăng lãi suất huy động tại Việt Nam đang tiếp tục giúp duy trì vị thế của đồng Việt Nam và làm dịu vấn đề tỷ giá. Với việc lãi suất có xu hướng tăng trong ngắn hạn, có thể sẽ có ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Một số nhà đầu tư có thể bắt đầu cân nhắc giữa việc gửi tiết kiệm và đầu tư chứng khoán khi dòng tiền luân chuyển giữa các kênh đầu tư liên tục diễn ra trong nền kinh tế. Tuy nhiên, bà Thảo Như cho rằng việc tăng lãi suất huy động thực sự ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán thì còn nhiều yếu tố khác phải xem xét. Ví dụ như mức độ tăng lãi suất có đủ lớn để thu hút một lượng lớn nhà đầu tư chuyển dịch sang gửi tiết kiệm, hay đơn giản là thị trường chứng khoán có mất dần sự hấp dẫn để nhà đầu tư phải tìm kiếm những cơ hội ở các kênh khác. Bản thân thị trường chứng khoán vẫn đang mang lại mức sinh lợi rất tốt cho các nhà đầu tư. Theo tôi, việc tăng lãi suất trong khoảng thời gian gần đây sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán, bà Thảo Như chia sẻ.